Chào tất cả các bác, chào tất cả các anh chị. Hôm nay em quay một cái video về cái cây hồng Tràng An. Cái cây đã nở được nhiều năm. Và như năm nay thì nó mới có được lại cái cây nở tự nhiên và nhiều bông hoa. Thì mới khẳng định được giá trị của nó. Còn như những năm trước ấy thì cây này đa phần nở kích, nhưng cây này năm nay thì nở tự nhiên và không có vết kích thuốc hay gì cả, nở tự nhiên và rất là nhiều bông, nên là đánh giá là một cây nó cũng rất là dễ. Cây này thì cây hồng Tràng An này thì là nguồn gốc của anh Tuấn Phong ở Hà Đông, Hà Nội, sổ vào năm 2015. Nhưng mà những năm trước thì nở đa phần là nở kích và không có cây to khỏe và nở nhiều bông như này. Như năm nay đây thì nở rất là nhiều bông, thì cũng là một cây rất là đẹp và được đánh giá trên thị trường. Bởi vì cây phi điệp hay là cái cây nào cũng thế thôi, thì cây như cái cây hồng Tràng An này thì nó nở nhiều bông thì chúng ta có thể đánh giá được độ đẹp của nó và cái độ mắt hồng nó rất là mịn, cánh của nó là cánh hồng. Đấy. Cây này thân lá nó cũng màu hồng, thì nó nở nhiều bông thì chúng ta có thể đánh giá được là cái độ đẹp của nó đến mức độ nào, mắt hồng đến đâu. Ngay kể cả những cái cây mà ngày xưa anh Tấn Phong anh ấy gọi là cái cây yên thủy, thì những cái năm đó thì cũng chỉ gọi là ám thôi, ám mắt hồng. Nhưng đây thì là những cái cây về sau mình gọi là hồng, những cây yên thủy, thì nó là từ những năm 2013-2014 là đã có hết rồi và nở nhiều. Nhưng còn cái cây Tràng An này thì cái độ hiếm nó hiếm hơn rất là nhiều, hiếm hơn là cây yên thủy rất nhiều. Và những cái năm đó thì cây nó sụp, nó về sau nó yếu mà, nên là nở hoa lại khó đánh giá. Nhưng mà như cái cây Tràng An năm nay nó nở, hồng Tràng An nở thì rất nhiều bông, chúng ta có thể đánh giá được một cái cây cánh bay cánh bầu hay là màu mắt hay là những cái giá trị của nó. Chứ còn như anh chị thấy bây giờ đa phần là người ta chỉ có được 1-2 bông nở kích hoặc là nở về đầu ngọn, nhưng đa phần đều sử dụng thuốc và nở được 1-2 bông tự nhiên. Thì người ta cũng cái việc mà mình đánh giá một cái cây ấy, thì em cũng nói nhiều lần tại sao mà như cái cây địa lan hay là những cái cây lan kiếm ấy, em nói là không bao giờ chúng ta chơi một bông. Thì những cái cây phi điệp này cũng vậy, chúng ta phải đánh giá được là nhiều bông nó đẹp như thế nào và ít bông nó đẹp như nào, chứ chẳng có ai mà cứ chơi mãi một bông cả. Đây là những cái cây đồ chơi thì nó phải nhiều bông, thì chúng ta ngắm thì nó mới thực sự là cảm nhận được cái giá trị của nó, đúng không ạ? Đây thì em sẽ quay tổng thể cái chuỗi hoa của nó đây, từ trên xuống. Đây là cả một chuỗi hoa, rất là nhiều hoa. Và nó là một cái cây tự nhiên mà không có vết kích thuốc hay là vấn đề nào. Thì nếu mà như mọi hôm em định quay trước ấy, thì là cái cây hồng Tràng An này thì nó nở ít hơn, thì thời tiết nó nắng thì nó đẹp. Nhưng cây này thì là vừa tối hôm qua vừa mưa ở Hà Nội, vừa mưa nên là cây nó cũng không được đẹp và căng lắm so với trời nắng. Thì có những cái hình ảnh nó vẫn chụp vào trời nắng thì nó đẹp hơn, nó cánh căng hơn và nhìn màu nó đẹp hơn. Bởi vì tất cả những cái ảnh mà nắng đẹp bao giờ nó cũng đẹp hơn là những cái ảnh mà không có nắng, đúng không? Những cái bông mà đẹp đa phần là có đều có ánh nắng hắt vào. Và với những cái hình ảnh thì khi mà anh chị mua cây thì anh chị rất khó để đánh giá thực được nó. Nhưng đây là một cái cây nó đang nở thực tế trên thân và nó không có một vết kích hoa hay thuốc nào cả, thì nó là một cây tự nhiên. Thì chúng ta cái tỷ lệ chúng ta đánh giá là một cái cây bông nó đẹp đến đâu thì nó chuẩn hơn. Tại sao mà em cứ nói long quăng về cái việc là kích thuốc hay không, thì có nghĩa là
một số những cái cây mà kích thuốc ấy, thì mọi người như biết như là cái như cây phú thọ chẳng hạn, cái sự biến thiên nó rất là nhiều. Thì cái sự biến thiên nó như vậy, thế nên là chúng ta để mà đánh giá được một cái cây nó rất là khó. Các anh chị có thể xem lại cái video cái cây 500HO ở trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa ấy, thì mọi người sẽ biết được rằng là một cái bông nó như thế nào và đánh giá nó làm sao. Chứ còn như người ta cứ chụp một hai bông mà kích hoa thì nó rất là khó, đúng không ạ? Thế nên là quanh đi quẩn lại chúng ta vẫn phải chấm điểm đó chứ, là những cái cây đang nở tự nhiên đánh giá được nó thì nó biết được thực sự cái giá trị của nó như thế nào. Chứ còn những cái cây mà nó nở hoa kích thì rất là khó đánh giá. Ngày xưa thì cũng nhiều anh chị nhầm lẫn về cái việc là đánh giá một cây hay là một bông với nở kích, thì đa phần là những cái kênh mà người ta nổi tiếng người ta sẽ đánh võng những cây mà nở khác biệt. Bởi vì sao? Bởi vì nó khác thì người ta lại đặt cái tên mới, mà trong khi nó vẫn chỉ là một cây thôi. Cái này anh chị theo dõi kênh của em thì sẽ thấy được rằng là cái sự nháo nhào trong Lan Kiếm nó rất là lộn xộn, và trong Phi Điệp thì nó cũng thế, chẳng qua là mọi người chưa được ngắm hoa nhiều. Chứ còn mọi người cứ được ngắm hoa và đi va chạm nhiều thì mọi người sẽ biết được rằng là một bông nó thực sự ổn định hay là không ổn định nó như thế nào. Thì đây là cái cây Hồng Tràng An, thì em sẽ giới thiệu sơ qua về cái thân lá một chút. Cái thân lá mấy cái kia này nó là kia tự nhiên, nên là thân lá nó không có gì thay đổi cả. Nó cũng như là một cái cây Phi Điệp tím bình thường, với thân lá nó cũng khá là mập, thân nó từ 0.5 đến 1 cm, và đốt của nó khoảng từ 2 đến 3 cm một đốt. Lá của nó, thân của nó vẫn là màu tím như những cái cây Phi Điệp tím bình thường, và không có gì quá nổi bật. Không có gì quá nổi bật ở trên một cái cây Phi Điệp hồng cả. Nó chẳng khác gì mấy cây Phi Điệp tím. Đấy, thì thân lá thì cây này thì gần như là nó không có sự quá đặc trưng. Nhưng mà cái lá này của nó thì nó khả năng nó là một cái cây vùng miền trong, hoặc là một cái cây Lào, chứ nó không phải là. Thân lá thì rất là khó đánh giá ở vùng miền, nhưng mà những cái cây mà nó có hoa như này thì mình sẽ biết được rằng là chính xác thân lá hoa cứ phải là những cái cây nở hoa rồi. Chứ còn những cái cây chưa nở hoa thì nó cũng rất là khó. Chưa nở hoa thì mà nhìn có thân lá để mà biết được một cái cây thì nó rất là khó, nhất là Phi Điệp, Lan Kiếm hay là một số những loại khác, địa lan thì chúng ta có thể nhận diện qua thân lá được. Nhưng còn Phi Điệp này nó là một điều rất là khó. Phi Điệp này bởi vì mỗi môi trường nuôi trồng nó khác nhau. Như cái cây Phi Điệp thì nuôi thì có lúc thì nó lá dài, thân nhỏ, có lúc thì lá to, thân ngắn, rụt rịt, phụ thuộc vào ánh sáng, vào cách nuôi trồng của từng nhà và từng người. Thì những cái cây mà nó không quá đặc trưng như là cái cây, sự đặc trưng như là cái cây Tràng An ấy, thì em cũng không biết mô tả nào thì anh chị có thể nhìn nhận được. Như cái cây Phú Thọ là cái cây mà nó có sự đặc trưng riêng, ví dụ như lá lỗi hay là cái màu tím, còn lúc lên thì có tím, lúc sau thì không có tím hả. Thì đấy là cái đặc trưng của nó, mỗi cây nó có một cái đặc trưng riêng. Nhưng mà như những cái cây này thì nó không có đặc trưng riêng, thì vẫn cứ phải là sưu tầm của những người mà có cây nở hoa, và hoa nó phải chuẩn. Bởi vì những cái cây hồng này rất có thể là các anh chị sẽ bị nhầm từ những cái cây hồng khác sang. Ví dụ như là một số cây hồng rất là giống nhau. Ví dụ như ngày xưa là có mấy cây như hồng xòe, rồi bây giờ nó ra xòe xanh, xòe đỏ, hồng phấn ấy, rất là giống nhau. Và nó cũng là một cây rất là nổi tiếng, nhưng bây giờ thì ví dụ như xòe xanh, hồng phấn thì người ta cũng gọi là một chạm vậy. Thế nên là cái việc mà chúng ta nhầm cái bông này với những cái bông hồng khác, những cái cây nở kích, nó là một điều rất là khó, không thể biết được. Bởi vì cái sự kích thuốc thì nó thay đổi mặt bông cũng như là màu sắc rất là nhiều. Thì khi mà những cái cây mà nó nở tự nhiên như này, chúng ta mới đánh giá được chính xác nó là cái cây nào. Chứ bây giờ một cái nở kích thì không thể đánh giá được chính xác một cái cây nó như thế nào. Như cây Phú Thọ thì lúc thì nó mũi trắng, lúc thì mũi màu, lúc thì cánh bầu, lúc thì mắt xước. Thì đó là một điều rất là khó, bởi vì cái sự biến thiên từ thuốc, tác dụng phụ của thuốc dành cho cây. Như cái Kipro thì nó là một cái mà rất hiệu quả, nhưng mà nó không thể đánh giá chính xác được cái cây. Thì các anh chị nên lưu ý. Mời tất cả mọi người ngắm thêm một lượt nữa về cái cây Hồng Tràng An này. Sau em xin phép dừng video ở đây để giới thiệu tiếp tục
vào những video lần khác vào dịp sau. Cảm ơn tất cả các anh chị.